Kết quả cuộc chiến phát lý giữa Manchester City và Premier League đã trở thành tâm điểm của thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Bên cạnh đó, tương lai của Ten Hag và lễ vinh danh Lionel Messi cũng là những chủ đề nóng được nhắc đến trong bản tin ngày 8 tháng 10. Manchester City đã giành chiến thắng trong vụ kiện chống lại ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh. Các quy tắc của Premier League nhằm ngăn chặn các tổ chức liên quan đến chủ sở hữu đầu tư vào câu lạc bộ thông qua hợp đồng tài trợ và quảng cáo đã bị tòa án tuyên bố bất hợp pháp. Điều này đồng nghĩa các đội bóng tại Anh có thể tự do ký kết hợp đồng với các đơn vị liên quan đến giới chủ mà không sợ bị phạt. Thắng kiện, Manchester City còn yêu cầu bồi thường thiệt hại và chi phí liên quan. Phía ban tổ chức Premier League đã tổ chức họp khẩn với 20 câu lạc bộ để thảo luận về việc sửa đổi các quy tắc sau kết quả vụ kiện. Ngoài yếu tố chuyên môn, giải Ngoại hạng Anh cũng thu hút sự chú ý vì những câu chuyện bên lề hấp dẫn. Tương lai của huấn luyện viên Erik ten Hag tại Manchester United và lễ vinh danh Lionel Messi là những chủ đề nóng hổi được người hâm mộ quan tâm. Chấn thương nặng của Dani Carvajal là một cú sốc với Real Madrid, khiến kế hoạch nhân sự của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bị đảo lộn. Nhiều người hâm mộ kỳ vọng Real Madrid sẽ tìm đến thị trường chuyển nhượng để bổ sung nhân sự, nhưng điều đó đã bị phủ nhận. Thay vào đó, Real Madrid đặt niềm tin vào Lucas Vázquez và một số ngôi sao khác để khỏa lấp khoảng trống mà Dani Carvajal để lại. Real Madrid đang đối mặt với lịch thi đấu khốc liệt nhất mùa giải này. Giữa bối cảnh ấy, việc Brahim Diaz hồi phục tích cực là một tín hiệu đáng mừng. Ngôi sao người Maroc dự kiến sẽ tái xuất sớm hơn dự tính và có thể ra sân khi mùa giải bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Đây là tin tức được các fan Real Madrid cực kỳ quan tâm. Trong khi đó, Lionel Messi, đội trưởng Inter Miami, đã nhận được đề cử cầu thủ hay nhất mùa giải MLS sau một mùa giải ấn tượng. Cựu ngôi sao Barcelona đã có nhiều màn trình diễn nổi bật, góp phần giúp Inter Miami giành chức vô địch MLS Cup. Giới truyền thông đánh giá cao khả năng Messi giành giải thưởng này. Andres Iniesta, cựu tiền vệ tài năng của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha, vừa chính thức thông báo giải nghệ. Quyết định này đã khiến nhiều người hâm mộ bóng đá tiếc nuối. Iniesta đã giành được nhiều danh hiệu cao quý trong sự nghiệp, đặc biệt là 4 chức vô địch Champions League cùng Barcelona. Liverpool đang tiến gần đến việc giữ chân hậu vệ Trent Alexander-Arnold. Theo nguồn tin uy tín, hai bên đã đạt được thỏa thuận về bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm, cùng với mức lương được cải thiện. Người hâm mộ The Kop chỉ còn chờ thông báo chính thức từ trang chủ đội bóng về việc giữ chân ngôi sao người Anh. Bên cạnh đó, Liverpool cũng đang đàm phán gia hạn hợp đồng với trung vệ Ibrahim Konate. Cầu thủ người Pháp được huấn luyện viên Jurgen Klopp đánh giá cao và là một phần quan trọng trong kế hoạch tương lai của đội bóng. Ngoài hai cái tên kể trên, Liverpool cũng đang nỗ lực để ký kết hợp đồng với Virgil van Dijk. Trung vệ người Hà Lan đã thể hiện phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây và được xem là mục tiêu hàng đầu của The Kop. Trong khi đó, Aston Villa đã chính thức gia hạn hợp đồng với tiền vệ John Joan. Bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2030. Cầu thủ sinh năm 2003 này đã có những màn trình diễn ấn tượng kể từ đầu mùa giải và được huấn luyện viên Unai Emery đánh giá rất cao. Aston Villa đã bắt đầu thương thảo gia hạn với Joan vào tháng 8 sau khi Chelsea không thể đạt được thỏa thuận chiêu mộ cầu thủ này. Joan được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Argentina và là một phần quan trọng trong kế hoạch tương lai của Aston Villa. Tin không vui đến từ Argentina khi tiền đạo Alejandro Garnacho phải rút lui khỏi đội tuyển quốc gia do chấn thương đầu gối. Cầu thủ thuộc biên chế Manchester United vẫn chưa rõ thời gian trở lại thi đấu. Dù thiếu vắng Garnacho, Argentina vẫn sở hữu lực lượng hùng hậu với nhiều sự lựa chọn cho hai trận đấu sắp tới gặp Venezuela và Bolivia. Manchester City thắng kiện Premier League, Messi được vinh danh. Thế giới bóng đá đang dậy sóng sau khi Manchester City giành chiến thắng trong vụ kiện chống lại ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh. Quy định của Premier League về việc cấm các tổ chức liên quan đến chủ sở hữu đầu tư và câu lạc bộ đã bị tòa án tuyên bố bất hợp pháp, mở ra cơ hội cho các đội bóng tại Anh tự do ký kết hợp đồng với các đơn vị liên quan đến giới chủ. Ngoài ra, tương lai của huấn luyện viên Erik ten Hag tại Manchester United và lễ vinh danh Lionel Messi cũng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Chấn thương nặng của Dani Carvajal đã khiến Real Madrid phải đối mặt với khó khăn trong việc bố trí nhân sự, nhưng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã khẳng định sẽ không tìm đến thị trường chuyển nhượng để bổ sung lực lượng. Tin vui cho Real Madrid là Brahim Diaz đang hồi phục tốt và dự kiến sẽ sớm trở lại thi đấu. Trong khi đó, Lionel Messi, đội trưởng Inter Miami, đã được đề cử cầu thủ hay nhất mùa giải MLS sau một mùa giải ấn tượng. Cựu ngôi sao Barcelona được đánh giá cao khả năng giành giải thưởng này.